Hello, xin chào tất cả anh em và mọi người nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình anh em ơi. Ok anh em ạ, thì hôm nay mình lại tiếp tục lên kèo chiến đấu ở trên cái tựa game TDTC này anh em nhé. Cùng với đấy thì hôm nay cũng muốn lên video clip này để mà chiến đấu cũng như là để mà chia sẻ đến với tất cả anh em và mọi người. Đây chính là một cái cách chơi gọi là bắt cầu theo cái xí ngầu 1 và 2 anh em ạ. Thật sự gọi là rất chi là uy tín và ổn áp luôn. Thì anh em có thể gọi là tham khảo và chiến đấu cùng mình em nhá. Cùng với đấy thì em sẽ chờ đợi xem là ngày hôm nay thì mình sẽ lụm được bao nhiêu mét ở trên cái tựa game TDTC này, xem là nó có thật sự gọi là ngon không em ạ. Tại vì khi mình chơi thì thật sự với anh em là chơi con này thì mình thấy gọi là cầu kèo cũng như là cái vấn đề nào chút nó rất là uy tín thôi. Cho nên là để mà gọi là có thêm công thức nữa vào một chiến đấu thì thật sự với anh em là quá là ngon luôn anh em ơi. Thì anh em sẽ cùng chờ đợi xem là ngày hôm nay thì mình sẽ lụm được bao nhiêu mét anh em nhé. Tay đầu tiên thì đúng gọi là vẫn IA cờ bú rồi anh em ạ. Vẫn cứ phải là ok anh em nhé. Thì mình xét trên tổng cái phương diện cầu thì cái công thức thì cũng khá là cơ bản thôi. Đấy, xí ngầu 1 cộng xí ngầu 2 thì anh em sẽ tính cho mình 2 cộng 5 bằng 7 này. 7 là một con số lẻ đúng không anh em ơi. Lẻ thì anh em sẽ phang cho mình là con tài anh em ạ. Còn chẵn là anh em phang xỉu cứ thế thôi anh em nhé. Thì cái kết quả khi mà gọi là nó anh em chơi, anh em đánh khi mà anh em gọi là ra được một cái đáp án và một kết quả như thế thì cái tỷ lệ anh em bú được sẽ rơi vào tầm khoảng từ 80-95% anh em ạ. Để cho anh em chơi cũng như là chiến đấu thì anh em có thể tham khảo của mình thôi. Phát này lại không bỏ kịp rồi. Phát này vào là vào con xỉu đẹp. Ui dồi mày thế anh em ạ. Mày có anh em ơi, phát đấy nhìn cầu hơi bị gọi là chênh vênh, may mình không vào. Thôi thì không sao, lại tự tin gọi là triển với con MD5 này anh em nhé. Còn mình chơi thì thật sự với anh em là mình hay chiến MD5 này anh em ạ. Tại vì mỗi người thì có mỗi một người là một sở thích bắt cầu kèo khác nhau anh em. Cho nên là mình cứ cảm giác chơi con game nào nó ổn, nó kiếm lúa được cho mình thì mình chơi thôi. Nhưng con VB77 này mình chơi, mình thấy cái tỷ lệ gọi là lụng của mình khá là cao. Cho nên là mình cứ tự tin và chiến đấu thôi anh em nhé. Tiếng này thì con 14 này anh em ơi, 14 tiếng này thì để mà xét thì cái dạng xu hướng cầu kèo thì tiếng này nó vẫn sẽ ra con 7, khả năng cao là mình sẽ bắt cái ở nữa anh em ạ. Nhưng mà tiếng này bắt cái bệt thì cũng gọi là vào nhẹ nhàng thôi anh em nhá. Phát này bắt cái bệt thì cũng thật sự với anh em là vào gọi là nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em ạ. Chứ không, cũng không đánh phang căng tiếng này. Thì em cùng chờ đợi xem nào tiếng này của mình xem nào mình có được bú không anh em nhá. Xem nào có được gọi là IA cờ húp không. Thì anh em và mọi người cùng chờ đợi cùng mình tiếng này anh em nhá. Còn mình thì lúc nặng thì anh em ạ, tự tin là chiến thắng thôi anh em ơi. Cứ phải gọi là tự tin là sẽ chiến thắng thôi. Thì em cùng chờ đợi, cùng mở bát cùng mình cái tiếng này xem là mình có được lụm tiếp không. Trước mắt là cứ bú với hai tay là rực rỡ rồi đã đúng không anh em. Cái công thức này thì anh em biết rồi, mình chơi thì lúc nào cũng đánh gọi là rất là nhanh, đánh nhanh thắng nhanh, mà anh em biết là lụm được hai tay rồi. Thì ngày hôm nay kết quả gần như đã được gọi là sáng tỏ rồi anh em ạ. Đôi khi thì nó hơi lỗi là một vài tay nhưng mà mình nghĩ cũng gọi là tương đối là ổn. Tầm này con 9 này khả năng là vẫn bắt cái siêu. Tại vì mình cộng ra được con gọi là con 2 anh em ạ. Cho nên là tiếng này khả năng cao. Và tiếng xỉu là vẫn đẹp anh em nhá. Khả năng là tiếng này cầu thì sẽ theo cầu quân. Phát này là nó ok đấy anh em ạ. Phát này thì theo tại vì cái xu hướng con TDTC này nó ra xu hướng rất khá là đẹp. Em nhìn thấy 321 này lại 11123 lại 11 này. Trông khá là ok và khá là ổn đúng không anh em. Cho nên là riêng cái bản thân mình thì chắc là mình cứ tự tin mình gọi là theo cầu theo kèo thôi anh em nhá. Chắc là cứ tự tin gọi là theo cả cái gọi là công thức và theo cả cái xu hướng cầu xem là tình hình nó như thế nào, xem là mình gọi là lụm được không anh em nhá. Thì anh em cùng chờ đợi cùng mình em ơi. Ok anh em nhá. Tiếng này thì vào cái 2,5 mét bù tiếng này là ngon cơm luôn anh em ạ. Bù tiếng này là ngon. Ôi trời ơi, 642 anh em ơi, lỗi kỹ thuật luôn được mình sợ anh em ạ. Lỗi kỹ thuật luôn đừng sợ anh em ơi. Hỏng 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 hỏng. Ăn được hai tay lại bị lủng mất hai tay rồi. Rách việc anh em ạ. Nhưng mà không sao, đôi khi thì thật sự với anh em là đen thì vẫn phải chấp nhận thôi đúng không anh em. Còn mình tự tin thì mình vẫn triển thôi. Còn mình tự tin thì mình vẫn sẽ vào việc thôi. Tầm cầu bên này thì cả hai bên mình đều thấy gọi là tiếng này khả năng bắt con xỉu đẹp vào 10,5 mét. Tiết cầu là hôm nay thì thật sự vốn của mình khá là tự tin. Cho nên là mình cũng chơi một cái vốn tương đối là ổn, tương đối là căng. Đấy là 70 mét anh em nhé. Mình thấy cái vốn này để mà mình tự tin cũng như là chiến đấu thì mình thấy khá là ok và khá là ổn anh em ạ.
thì phát này 1,5 m thì em cùng chờ đợi xem là tiếng này mình có được bú không em nhá. Ok anh em ơi, cứ thế thôi anh em ạ. Xe nó có lụm không anh em nhá. Nổ hũ ê. Nổ hũ ê. Ngon cơm anh em ơi. Bú được cái 1,5 m đã. Xin con 6 luôn anh em ạ. Uy tín anh em nhá. Đấy anh em thấy không, gọi là anh em mình gọi là chơi và chiến đấu thì cứ thế thôi, đúng anh em, kết là phải vào việc anh em ạ. Tầm này lụm rồi thì đánh nhẹ thì xu hướng nó rất chi là ổn rồi. Tầm này anh em sẽ mình thì mình sẽ tiếp tục gọi là pha cái 1-1 anh em nhá. Tầm này thì mình khả năng cao là mình sẽ pha cái 1-1 đi là đẹp anh em ạ. Tiếng này thì mình sẽ vào nhẹ nhàng thôi. Tầm này khi mà có lợi nhuận rồi thì để mà ok và gọi là ngon lành cành đào nhất thì mình có đánh chơi theo cái phương pháp gọi là ăn chắc thôi anh em ạ. Chơi theo cái phương pháp ăn chắc thôi thì tiếng này mình vào cái 4-50 thì các con vợ cùng chờ đợi xem nào phát này mình có được lụm có được bú không anh em nhá. Cứ thế thôi anh em ơi, triển khai gọi là cứ vậy thôi anh em nhá. 4-50 phát này thì các con vợ cùng chờ đợi và cùng mở bát cùng mình xem nào mình có được ia cầu bú, nó có ô scale uy tín không em ạ. Một ngày gọi là lên gọi là chia sẻ cho anh em thì cũng kiếm cơm gạo như này thôi, cũng là tương đối rồi đúng không anh em. Thì anh em cùng chờ đợi xem là tiếng này nó có ô va kê không anh em nhá. Ui dồi, 2 con 2 thì chịu rồi, 2 con 2 luôn anh em ạ. Xỉu 9 phát này tại xu hướng nó thấp quá, mình vẫn tha mình đánh cái trên, đâm ra là học hết cả việc anh em ạ. Không sao, tầm này thua 1-2 tay thì vẫn cứ phải gọi là nghỉ thôi anh em ơi. Cộng tiếp này, xíu 1-2 tiếp tục con 2. Con 2 chẵn anh em phán xỉu cho mình phát này. Xin phép anh em nhá, là nốt tiếng này thì đường mất thì mình cũng nghỉ thôi. Tại vì tầm này cái lợi nhuận của mình thì mình thấy tương đối là ổn rồi, gọi là thêm thắt ít nào hay ít ý thôi anh em ạ. Không thì cũng gọi là nghỉ thôi anh em nhá. Thì anh em cùng chờ đợi vào tay cuối cùng này của mình xem nào mình có được ia cờ bú không để mình nghỉ thôi. Còn anh em thấy video này hay thì em đừng tiếc mình một like, một share cũng như là một đăng ký kênh anh em nhá. Mình cảm ơn tất cả anh em và mọi người anh em ạ. Ok anh em ơi. 7 slot phát này xem nào có được gọi là ia cờ bú không, có được lụm không thì anh em cùng chờ đợi anh em nhá. Cứ thế thôi anh em ạ. Xem nào có được lụm lúa không anh em ơi. 7 slot nào. Ui dồi ôi. Thôi rồi, nghỉ 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 anh em ơi. Bye bye anh em nhá.